Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, 19 tổ công tác đặc biệt 171 Công an tỉnh Bình Dương được thành lập. Với việc tuần tra xuyên đêm, bao gồm nhiều lực lượng, các tổ 171 được kỳ vọng sẽ đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm đường phố. Phát hiện xe ô tô có biểu hiện nghi vấn, tổ 171 ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nhưng tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy hàng chục km trên đường. Sau đó, 4 nam nữ thanh niên đã bị ngành chức năng xử lý về sử dụng trái phép chất ma túy, có dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương, sau hơn một tuần thành lập, 19 tổ công tác đặc biệt 171 từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức 129 ca tuần tra với hơn 1.304 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó kiểm tra 1.209 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 517 trường hợp vi phạm. Qua đó tạm giữ 164 giấy tờ và 431 phương tiện các loại. Thì chúng tôi đã ngăn chặn được nhiều cái nhóm thanh thiếu niên tụ tập dùng hung khí để thanh toán giải quyết mâu thuẫn với nhau. Thứ hai là trong quá trình tuần tra kiểm soát chúng tôi đã phát hiện được một số cái vụ đối tượng là trộm cắp tài sản cũng như cướp tài sản rồi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đó rồi thứ hai nữa là đặc biệt là vi phạm vào cái luật giao thông, đó là sự điều khiển phương tiện khi mà đã trong cơ thể có nồng độ cồn và chất ma túy. Không chỉ vi phạm hành vi vi phạm luật giao thông, các tổ còn phát hiện 13 vụ tạm giữ 72 đối tượng cùng 42 tang vật về trật tự xã hội, tội phạm ma túy, 13 vụ tạm giữ 23 đối tượng cùng 11 tang vật. Tập trung xử lý những cái trường hợp thanh thiếu niên có những hành vi mà tụ tập để gây rối cũng như là chống người khi hành công vụ cũng như là tụ tập để đua xe trái phép trên các cái tuyến quốc lộ địa bàn trọng điểm của tỉnh. Cán bộ chiến sĩ tham gia tổ công tác 171 và công an các huyện thị thành phố sẽ chấp hành nghiêm chỉ thị mệnh lệnh của Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng như điều lệnh của Công an nhân dân, huy động tối đa lực lượng phương tiện để tham gia tổ công tác một cách quyết liệt trong tham gia tuần tra kiểm soát cũng như xử lý tội phạm, kiên quyết xử lý đối với các cái hoạt động vi phạm pháp luật ở trên tuyến, trên địa bàn trọng điểm. Tới đây, tổ công tác đặc biệt 171 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là các khu vực giáp ranh các tỉnh nhằm ngăn chặn xử lý triệt để các nhóm tội phạm đường phố, đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm.